và em sẽ có một ngày xa nhau. Để giờ gặp lại những người xa lạ vào những lần đi qua nhau. Lúc em ra đây anh cố níu kéo nhưng chẳng thể giữ em lại. Rượu đắng và thuốc cấm chỉ làm anh càng suy nghĩ thêm dài. Giọt nước mắt anh nhẹ rơi đã ướt đẫm bờ mi. Mang sai chỉ làm cho cảm xúc hồi dâng trào đi. Nhưng biết làm sao vì với em anh chỉ là người thoáng qua. Vẫn không đến duyên không mang phải đang ngậm ngùi chúng ta. Chẳng thể đi xa.